diễn biến ở tập 17, sau khi mọi người cùng đi du lịch. Lúc này, Mốc phát hiện có người theo dõi nên sợ Rang sẽ bị hại nên Mốc luôn đi theo Rang. Thêm nữa lại có sự giúp đỡ của bạn nên Mốc cũng được ở riêng cùng Rang. Vì muốn chứng minh Rang có thật sự bị gay hay không nên Mốc đã cố gắng tiếp cận Rang. Cô quyến rũ khiêu khích Rang để xem thái độ của Rang như thế nào. Vì chỉ có hai người với nhau nên Mốc tấn công Rang rất nhiều lần. Khi mọi người vẫn đang vui vẻ ở Hàn Quốc thì Mốc nhận được điện thoại bố trở bệnh nặng, tim ngừng đập. Ở viện, vì quá đau lòng chuyện của bố nên Mốc đã dựa vào người rút bà khóc. Lúc này Rang cũng nhìn thấy rồi Rang bỏ về. Thấy Rang về nhà không ở viện cùng Mốc nên bố Rang đã mắng: những lúc như này con đáng ra phải ở bên cạnh Mốc, an ủi, động viên con bé. Nhưng Rang nói đó không phải là chuyện của con. Bố Rang lại nói tiếp: nhưng con là chồng. Rồi Rang nói: nhưng chúng con không yêu nhau, con không cần thiết phải làm nhiệm vụ của một người chồng. Ở viện, lúc Rang bỏ đi thì Nút cũng thấy, nên Nút nghĩ Rang không quan tâm đến Mốc. Ruth nói: cậu đối xử với Mốc tàn nhẫn, độc ác như này cũng tốt. Cậu càng ghét cô ấy bao nhiêu, mình càng có cơ hội khiến cô ấy yêu mình bấy nhiêu. Mình sẽ bắt đầu trò chơi mới này. Mình chắc chắn ván này mình sẽ thắng. Tập 17 sẽ được phát sóng vào ngày 14 tháng 6 năm 2021 vào lúc 20:30. Cả nhà cùng đón xem.